Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh nha. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị được nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, nghe lính của Le Le là cô heo tay xanh và Le Le lên đồi răng của Hồng Loan rồi kể ơn kể nghĩa, chúng ta cạn lời không quý vị ha. Bởi vì con người hai mặt thì họ muốn nói như thế nào thì họ nói. Tôi nghe cái hàm răng mà 800 triệu tôi hết hồn một dí luôn các bạn. Thật sự đối với những người mà giàu, rất giàu thì tôi không biết làm sao. Nhưng mà mình ở Mỹ nè, mình cũng từng đi làm răng nè ha. Nhưng mà nghe bộ răng mà Hồng Loan đâu phải làm hết hai bộ hàm trên hàm dưới hết trơn đâu. Mà 800 triệu làm như là tiền âm phủ hay tiền lụm gì đó, muốn nói làm sao nói. Rồi còn khóc lóc, than thở, ý ôi, thôi tha cho chị đi. Đừng có nhắc tên chị nữa nha. Tha cho chị đi. Chị Giang em đó. Trời ơi, sao mà em ác với chị quá. Trời ơi, tôi đóng còn hay hơn đó các bạn. Tôi đóng hay hơn không? Sắp sửa ra đơn mắt, nhưng ra không có được. Tại vì không có thật làm sao ra. Lè lè đóng dở quá. Cái này phải qua bên cuộc sáu bào á. Học một khóa, cô sáu nói một cái búp là nước mắt rớt xuống liền ví dụ mà nói với lại đang thiếu nợ là khóc dữ nữa, mà thiếu nợ ít thì khóc ít, thiếu nợ nhiều khóc nhiều, còn mà thiếu nợ mà giang hồ là kêu bằng cầm thao chậu lại để hứng nước mắt của cô sáu luôn nữa. Khóc dở quá. Vợ của một kịch sĩ, nghệ sĩ mà đóng kịch thì biết đóng kịch, gian dối thì gian dối, hai mặt thì còn hơn cả chồng mình nữa, nhưng mà khóc thì không biết khóc. Nó gượng mà nó gắn ép, mà nó kêu khi mà chị đi á, mở gương mặt phùng lên ha, rồi đỏ ngầu lên ha, đang giống như đang gặn vậy các bạn. Tôi thấy không biết cô ấy đang gặn ở trong lòng lên, mà lỡ mình nó đi trở ngược lại thì nó kỳ lắm nghe. Cái mà thôi à, thôi coi mà tôi ơi. Lúc đầu thì coi mình bực bội, nghe nói đến hồi coi đến hồi mà những cái lúc mà sắp khóc á là tôi bất tức cười. Tại vì tôi thấy tôi bất tức cười, không biết quý vị sao với tôi thấy cái bất cười lắm, ngang ngược thì thôi luôn á các bạn ha. Một con người đi đến người ta, xin người ta đi làm răng, chở người ta lại văn phòng của mình, rồi tự nhiên bây giờ cho lính đòi, rồi nói là mình không có đòi. Rồi xong xuôi bây giờ nếu mà có đòi thì phải trả cho chị bằng tiền mặt, cái này khi nó làm chuyện này kia, tao lao thiệt á các bạn. Chưa bao giờ tôi thấy như một con người mà nói làm kinh doanh đúng là tào lao thiệt á. Thôi bây giờ để đọc một số những lời bình luận của các bạn để chúng ta cũng chia sẻ thế giới lừa đảo như thế nào, thế giới trơ trẽn nha các bạn. Bạn Ngáo An hả? Không, bạn có thể nào mà viết chữ qua cái tên của bạn thêm một chữ để mình đọc cho nó đúng, nhưng mình sợ mình đọc sai á, tại vì cái chữ này nó đọc ra là Ngáo An hay là Ngào An gì đó, hay là Ngáo Ân đó cũng được nha. Viết ra cho mình đọc luôn được không? Mình tại vì mình thấy bạn hay vào bình luận rồi ủng hộ cho mình nhiều lắm, nhưng mình muốn tôn trọng gì đó, đọc cho nó chính xác cái tên để xem nè ha. Quá trời quá đất luôn anh, từ xưa tới giờ không thấy ai như vậy. Con này lên mạng xã hội từng nói là Hồng Loan em tôi, ai đụng tới Hồng Loan là tôi đem xe đến nhà chở Hồng Loan đi luôn. Có mình có nghe. Đúng rồi, anh có nghe cái vụ này, ai mà đụng tới Hồng Loan thì biết thân cái cổ liền này kia đó, dữ dằn lắm. Mà giờ lại làm như vậy thật sự là trơ trọi. Lúc trước cũng đòi răng, con nhỏ ở miền Tây có đòi răng em Giao đó, em Giao bị chồng đánh đó. Bạn Thanh Trang đem xe tới rước người ta đi làm răng để nhắm tới mục đích là quảng cáo thương hiệu cho ả ta. Chỉ mới gần gắn tạm thôi mà đòi 120 triệu. Đòi 150 triệu chứ. Mà con số họ đưa ra tùm lum nha. Bên heo tay xanh mới đầu là 800 triệu.
Rồi hồi bây giờ là theo tay xanh sửa lại còn 300 triệu. Còn cô này nó là bớt 60% gì đó, còn lại 150 triệu. Trời ơi đất ơi. Tiền giống như là trên cây rớt xuống hay sao vậy? Cứ đòi tiền người ta, tự người ta không có nhu cầu đi làm răng, người ta từ từ người ta biết, tự mình lại, mình chở người ta đi làm răng rồi mình hứa mình cho người ta làm răng này kia không có tốn phí. À, rồi bây giờ đòi tiền lại người ta, ủa trả hàm răng đầu tiên là người ta đi, trả lại y nguyên, lại y nguyên lại chăng đi, đúng không? Nói là nói được cho cái phần mình không à, còn phần của người ta thì lại không nói. À, nếu mà nói như vậy á thì tôi sẽ xin thay mặt anh em, các anh em YouTuber cho tôi thay mặt chút xíu nha. Mình làm lớn chút xíu nha, làm chủ sĩ nha. Tôi thay mặt cả trăm anh em YouTuber ở Việt Nam cái thời điểm đó là quảng cáo cái phòng răng của cô Le Le này. Tại vì lúc đó là cậu nói là cậu hứa cho Hồng Loan làm răng này kia nọ, thì tất cả anh em của chúng ta đều quảng cáo cho cổ, đều nói về cái sự tốt, cái lòng tốt của cổ tặng răng ha. Rồi cũng giống như PR cho cổ và quảng cáo. Rồi một người anh em tôi lấy rẻ rẻ thôi, tại vì có nhiều người làm tới 4-5 clip, 5 người làm 5-6 clip lên. Rồi người 10 triệu 10 triệu được chưa? Rồi tính ra bao nhiêu YouTuber đã nói về là cô ấy đã có lòng tốt ủng hộ cho Hồng Loan hàm răng, thì anh em mình cứ nói lên tiếng người 10 triệu đó trả đi. Quá trời anh em PR cho cô ấy nè, quảng cáo cho cô ấy nè, có lấy tiền đâu, phải không? Đó. Còn bây giờ cái chuyện gì cũng đem ra Hồng Loan ra nói, còn nói là tha cho chị đi, cô mới là cái người tha cho Hồng Loan đi, tha cho Ni đi. Con nhỏ đó không nói gì chính mình chứ, nhỏ đó từ đó giờ nó im lu luôn vậy. Nếu mà nói một câu thật ra, nói câu này giống như anh tình anh em trong nhà nói, nó câm như hến luôn á, nó không nói luôn á, nó sợ bà quá luôn á, nó sợ cái cô Le Le này kinh khủng luôn á. Đã một lần làm trực làm thượng, các bạn còn nhớ Ni nói rằng á, kêu cách tất cả mọi người trong nhà nhóm họp, nhóm với nhau trong quán cà phê á, rồi họp báo này họp biết rồi khi nọ đó các bạn, rồi dữ dằn lắm đó. Trong cái cuộc họp vừa tới là bắt đầu có làm y sale nói mày trả cái đồ tao đeo lên trên mạng này làm ảnh hưởng tới công an việc làm của tao. Trời ơi giống như là cô hồn cắt đạn lắm mà sao giờ bữa nay tự nhiên nó im ru vậy trời. Bữa nay tự nhiên đổi tông, tự nhiên đang hát tông cao đi xuống cái tông thấp. Bởi mấy người này hai mặt khó mà mình chơi chung lắm. Những con người này phải nói rằng như thế nào ta, dùng một từ cạn lời cũng không đủ để đối với họ nữa. Nếu mà làm bạn với những con người này là rất 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 là nguy hiểm. Làm đối thủ kinh doanh là được hơn à, tại vì mình có thể mình đón đòn người ta được à, rồi mình có thể ra chiêu là được. Còn mà làm anh em bạn bè hay người thân của mấy người này là chết chắc. Cái cô Le Le này á là chỉ làm lính của cổ thì được thôi. Cái thực cái dòng thứ mà mình cũng biết qua cái thân thế của cổ là nhờ Phương Anh với mấy người kia kể lên mình biết được những cái người mà từ ở dưới bần cùng trong xã hội đi lên á, thay vì người ta làm giàu khá giả rồi thì người ta phải tu thân dưỡng tánh các bạn ha. Người ta làm từ thiện nhiều, rồi người ta giúp cho xã hội nhiều. Còn đằng này tôi thấy cổ lên trên mạng xã hội này cổ nói về những cái ăn tục nói tiểu, những cái mà phòng the rồi lên ôi da, nói những cái mà mình phải nói thật sự với đàn ông nghe người ta còn ngưỡng nữa, đừng nói chi đàn bà. Không có ai phụ nữ nào, không có người đàn ông nào người ta dám nói như vậy nữa, đừng nói chi là phụ nữ. Kinh khủng cô này thiệt á. Bạn Rào Ngô hả? Cho người đánh người ta rồi bây giờ xua người ta. Hồng Loan không dễ ăn hiếp đâu, giờ Hồng Loan có chị Ni và cả cộng đồng mạng nữa.
Vâng, đúng như vậy. Dĩ nhiên là heo tai xanh, nếu mà không bật đèn xanh thì làm sao mà heo tai xanh dám nói, không các bạn? Vậy mà nói là không có quen biết heo tai xanh, không quen biết mà đi làm tóc mà cầm cái điện thoại nằm ngủ như nè, mà mình thấy hết được, đang nghe heo tai xanh chửi Hồng Loan với chửi Ni, mà cái cô heo tai xanh này là mỏ hổn nhất các bạn. Vậy mà thân với lại thám tử lùng lắm nha. Đi làm từ thiện trung thu gì đó, đồng sở hữu cái chương trình khắc dòng ánh trăng của người ta ở Vị Thanh luôn. Mấy con người này là phải nói là trục lợi lắm các bạn. Heo tai xanh nè, thám tử lùng cũng gì nè, ăn chặn tiền từ thiện không á. Những con người này hễ mà họ đến bất cứ drama nào cũng phải có lợi có lộc. Ngoài cái tiền YouTube phải có cái lợi khác nữa. Còn nếu mà không đáp ứng nhu cầu của họ thì họ quay xe, họ chửi, họ bem lại. Thì các bạn cũng biết thám tử lùng trước đó đến với lại Hồng Loan cũng như thế nào rồi, rồi quay xe tại vì không không đáp ứng nhu cầu, và cô heo tai xanh này cũng y chang như vậy luôn đó. Điền Nguyễn chào Cali Sài Gòn, anh nói rất đúng, hay và chuẩn. Quả là Phương Lê gài Hồng Loan rồi, răng tạm mà đòi 150 triệu, vậy là rẻ dữ chưa? My xin thiện rằng chính thức chỉ có 60 triệu, vậy mà còn lươn lẹo. Cô ta làm cho em Giao bị chồng hành hạ thẹo cùng mình, cũng đi tới cho răng, cũng không biết sao mà lại đòi người ta để người ta trả. Còn heo tai xanh không quen mà làm bầu sô cho hai bàn thờ là chồng của Le Le, thiệt đúng là quả là lươn lẹo, rất là lươn lẹo rồi các bạn ha. Bữa nay tôi thấy Bích Trâm, Linh Tý có đi đến một cái phòng nha khoa là Lovely. Lovely là dễ thương đó bạn, Lovely nha khoa ở đường 145 km, phường Nguyễn Thái Bình, quận Nhất. Ở đây cũng nhiều văn nghệ sĩ đến để làm răng ở đây. Và tôi có nghe cái chị nha sĩ làm răng, chị nói về vấn đề chuyên môn nha khoa hơn gấp 100 lần cái cô Le Le này nói chuyện luôn. Người ta là chủ phòng nha khoa, không biết chị có phải là nha sĩ luôn hay không, mà người ta am hiểu, người ta cách nghĩa, người ta nói về cái cách làm răng, người ta giải trình, rồi người ta tư vấn nó ra bài bản rõ ràng hết. Răng nào như thế nào ha, rồi kim loại thế nào, răng sứ mà có pha kim loại hay răng sứ cũ ngày xưa thế nào, và giá cả rất là hợp lý, và người ta đưa ra cái giá nó đúng với cái thị trường, chứ không phải là muốn kêu giá nào thì kêu đâu các bạn ha. Đừng có bao giờ các bạn mà nghe lại cái văn phòng u mê vậy nha, trời ơi, răng cho đó về là khám là hư hết trơn á, bị tâm tay không á. Cái hàm răng chị ta nói răng á, bây giờ mà làm răng sứ mà làm ở trên 10 cái đi, ở dưới 10 cái đi, một cái 3 triệu, hai hàm á, là 60 triệu. Ví dụ cho trên 10 cái, dưới 10 cái á, là có 60 triệu là cái răng là ngon lành á, ngon lành cành đào luôn á. Mà nó còn có những cái giá mà rẻ hơn nữa, 1 triệu mấy nữa. Trời ơi, cái này răng tạm thôi, răng tạm thôi nha các bạn nha. Ngày xưa các bạn đã từng nghe Le Le nói rằng đây là răng tạm chứ không phải ấy ha, mà đòi người ta là mấy trăm triệu. Còn bây giờ thì không có nói là răng tạm mà nói là keo tạm, keo mà keo dán tạm, là các bạn nghĩ thế nào, cái con người này có trơ trẽn không? Chắc có lẽ bây giờ làm ăn thất bại rồi, phòng nha khoa ế ẩm lắm, buôn bán mỹ phẩm ai mua nữa, cho nên bây giờ đòi tiền Hồng Loan. Bây giờ lên để tạo cái scandal, để PR, để quảng cáo cho cái nha khoa của mình nữa. Tôi dám bảo đảm là lúc này ế lắm rồi. Hay là bị hai bàn thờ hốt trong một mớ để trả nợ. Bạn Kim Ly, ai vướng vào cái con này cũng thiệt là mệt mỏi. Mới đến thì vui, xa đi thì chửi. Mọi người né con này xa nha. Thành phố thì nhiều phòng nha khoa lắm, cho nên chọn nơi tin cậy mình đến làm. Mọi người né cái phòng này ra các bạn nha, u mê u mẫn gì đó, né ra các bạn.
Có bạn Tuyết Bạch thì nói một câu nó vui vui à. Ủng hộ anh Cali phân tích. Nghe cái con le le này nói chuyện mà phát mệt xạo luôn. Thúy Nguyễn hay Thùy Nguyễn, cái nết của nó không mà để cho nó yên à. Nó mà nói bây giờ là ảnh hưởng tới phòng răng của nó. Thời tới rồi, mỹ phẩm tới, bây giờ phòng răng cũng tới số luôn rồi. Vân Càng nói ra, cái này là không phải là cái thông minh của cô ấy đâu. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy nói như vậy thì người ta chú ý tới cái phòng nha khoa của cổ, giống như là mình tạo một cái scandal vậy các bạn. Nhưng mà không, làm cái này là cái khờ nè. Người ta sẽ tẩy chay. Tại vì nó không phải là một cái loại PR tốt, mà đây người ta đang nói về cái vấn đề mà chính nghĩa và cái sự phản bội, cái sự lật lọng và trơ trẽn, cho nên nó không tạo được hiệu ứng đám đông ủng hộ, mà nó lại là con đường ngược lại. Bạn Nga Lăng hay Nga An hả? Có clip mới hôm qua nói là răng tạm keo giả, thì bây giờ thì nói là keo tạm là sao? Hôm qua mới đưa clip nói như vậy, hôm nay nói clip lại nói khác. Các bạn cũng có nghe ha, nghe nói là keo này keo tạm chứ không phải là răng tạm. Câu này cái gì nói cũng được cái chứ á. Giống như là tôi thấy bên kia có những người như là Thám Tư Lùng nè, Heo Tay Xanh nè, dữ dằn là cái cô Le Le này nè, ăn tục nói tiểu, phát ngôn bừa bãi, rồi dựng chuyện vu khống, ném đá vào tay, cầm máu phun người là có đủ hết trơn. Ba người này là cái gì cũng có hết trơn, không có thiếu một món gì hết. Bạn Hà Bảo Trần đưa cái clip con Hà Mã đòi 800 triệu cho pháp luật vào cuộc, bởi nó làm tiền trắng trợn, và đưa cái clip nó mới vào nhà biếu lon đi vô làm, nó không lấy tiền, vậy thì sao, nhờ luật pháp xử lý giùm. Có cái clip mà ngày xưa cái cô Le Le đích thân tới nói rằng làm không tốn tiền này khi đó đó, chỉ cho hết chén này khi nọ, rồi bây giờ đòi tiền. Như vậy là nó đi ngược lại với cái tiêu chí đặt đầu tiên, và nếu mà đòi tiền mặt thì có nghĩa là chiếm đoạt tài sản. Bạn ở nước ngoài, ở Nhật hay là ở Hàn Quốc ha, hai vợ chồng Le Le đâu có đòi mà cho lính để đòi bàn thờ và đòi răng hả? Đúng rồi, họ mướm lời trước. Tức lắm, họ căm tức ni lắm, với lại căm thù Hồng Loan lắm, không có đáp ứng nhu cầu của họ. Và hơn thế nữa, bây giờ chắc đang kẹt tiền hay sao á, làm ăn chắc thất bại. Mấy tháng nay chắc ít có ai lại làm răng, chứ không còn bán mỹ phẩm được nữa, cho nên muốn dứt giác đòi tiền Hồng Loan. Nhưng mà Hồng Loan đừng có trả nha, đừng có trả tiền mặt nha. Bạn Lê Hà Phong, trời ơi, không bao giờ đòi, chứ hàm răng em của cái cô bị chồng bạo hành ở ngoài Bắc mà la le cho người ta đòi, không thấy có lợi cho mình, xong rồi đòi lại. Người ta lên mạng, lên sóng tùm lum đó, đừng nói là không bao giờ đòi lại nha. Mình là người có tiếng tăm, là hoa hậu một thời, sao ăn nói lại đê hèn như vậy? Tốt nhất là câm cái mồm lại đi, nghiệp nó sẽ đến với lại le le đó. Bạn Xuân Thúy Đoàn, đúng rồi, nó nói là răng của Hồng Loan là răng tạm thôi, rồi một thời gian sẽ làm lại cái hàm răng mới chính thức, răng sứ hay là gì cũng được. Và bây giờ thì nói là răng thiệt, còn keo thì keo tạm.
Không biết Hồng Loan với lại Ni chừng nào mới được yên đây. Tôi nói cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Hồng Loan cũng không có nói tới ai. Nhỏ im re, gió không nói, không đụng chạm gì tới người nào luôn. Nhịn nhục, nhịn nhục, nhịn nhục. Lâu lâu cái lên chửi con người ta, lâu lâu lên cái soi mói con người ta, lâu lâu cho lính lên làm phiền người ta. Lính làm phiền xong đã rồi tính mình lên làm phiền đội răng người ta, mà còn nói câu tha cho chị đi, đừng kêu tôi tên chị. Không lo, không có nhu cầu kêu tên mình. Hồi đó giờ cô ấy lo làm ăn, rồi khán giả thương tình ủng hộ, người ta lo năm đứa con của người ta, lo anh em bà con cô bác người ta à. Chứ người ta đâu có nhiều chuyện, người ta đâu có đi mà đi phá người này phá người kia như mình với lại lính của mình đâu. Người ta đâu bao giờ dám kêu tên mình nữa. Nó sợ muốn chết luôn nha. Một lần trong cuộc đời này là nó sợ lắm rồi. Không bao giờ dám kêu tên đâu. Nằm ngủ nó coi vừa gặp tới cái hình ảnh mà sau lưng thôi là nó bừng tỉnh thức dậy rồi á. Chứ là đừng có nói là kêu tên. Không biết chừng nào Hồng Loan nó mới được yên đây nha các bạn. Ơi, coi như là một cái kiếp nạn nữa đi Hồng Loan nha. Nên nhớ rằng đừng có trả tiền mặt lại nha, đừng có tự ái mà trả tiền mặt lại, không có làm chuyện đó. Và hơn nữa còn có khán giả và tất cả anh em YouTuber ủng hộ cho mình à, cái gì đúng thì đúng, cái gì sai thì sai, gì trái thì trái, chứ đâu phải lúc nào cũng muốn lại lại đổ tiền con người ta, thấy con người ta làm ăn được mình lại muốn đổ tiền hả à. Người kỳ cục vậy. Ok, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong một video lần sau nha. Xin chào, bye bye. Nhớ đăng ký cho mình nha. Bye bye.